Xin chào một phần này để chúng ta hỏi các thầy biết cô cho bạn Như Phương ạ. Bạn lựa chọn phê phán người xấu việc xấu. Vậy thì quan điểm của bạn Như Phương sẽ là ngợi ca người tốt việc tốt. Vâng, và đã hai bạn có 5 phút. Xin mời. Trước tiên các bạn, mình muốn nói với bạn một chút, mặc dù thời gian chúng ta rất eo hẹp, là chúng ta tranh luận với nhau nhưng mục đích của tranh luận là việc tìm ra câu trả lời cuối cùng và chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau. Vì thế mình nghĩ rằng mình sẽ trình bày trước một cách ngắn gọn nhất và sau đó chúng ta sẽ trình bày phản biện với nhau. Được chứ? Đầu tiên mình muốn nói rằng là việc xây dựng đất nước phải đi đôi với nó đồng nghĩa với việc phê phán người xấu, việc xấu. Trước tiên chúng ta phải biết rằng là người xấu là gì. Thứ nhất, từ xấu là một tính từ, nhưng trong đối với việc xây dựng đất nước thì tính từ này nó ban hàm cũng rất là rộng. Người xấu, người xấu có thể là một hành động xấu, một cá nhân xấu, nhưng có thể là một cộng đồng xấu, một suy nghĩ xấu. Xây dựng đất nước để xây dựng theo hướng phát triển hơn, lành mạnh hơn. Nếu như chúng ta chỉ tìm việc ngợi ca để tốt việc tốt thì thứ nhất chúng ta sẽ bị mắc phải một lỗi cơ bản, đó là chúng ta phải định nghĩa thế nào là tốt. Nếu như chúng ta chỉ cần quan tâm đến xấu, chúng ta chỉ cần hiểu rằng xấu tức là cản trở sự phát triển, xấu tức là không thể xây dựng đất nước theo hướng phát triển tiến bộ hơn nữa. Còn nếu như chúng ta sử dụng từ tốt thì sẽ rất nhiều chuẩn mực khác nhau của những từ này. Vì thế để có thể đạt được mục tiêu tốt nhất thì xây dựng đất nước đồng nghĩa với việc phê phán người xấu. Việc xấu sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng bất kỳ hành động, bất kỳ suy nghĩ của cá nhân, tập thể nào nhằm cản trở sự phát triển của đất nước đều là việc xấu và nó cần được phê phán. Cái phán ở đây phải được nhìn với góc độ một cách hết sức nhân văn, phải nhìn với góc độ rằng sự sống này không phải là bản chất, nó chỉ là hiện tượng và chúng ta phải đưa ra giải pháp để người sống cái sống đó trở thành không xấu, tức là không cản trở sự phát triển của đất nước. Tôi cho rằng xây dựng đất nước chúng ta phê phán nhưng dưới không phải với góc độ đả kích, trân trọng hay bất cứ một góc độ cái cực đoan nào khác. Phê phán người xấu, việc xấu ở đây tức là chúng ta nhìn nhận rằng trong bản thân của chúng ta, trong bản thân những người xung quanh chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta đã có những hành động, có những suy nghĩ nào thật sự nhằm cản trở sự phát triển của đất nước này chưa. Vì thế khi chúng ta đối mặt với chính mình và đối mặt với cộng đồng, đối mặt với cái sai lầm đối với những suy nghĩ, những hành động xấu ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước đó, thì tôi tin rằng đất nước cũng có thể phát triển được. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, đó là bản chất của vấn đề. Vì thế tôi cho rằng xây dựng đất nước đồng nghĩa với việc phê phán người xấu, việc xấu. Thời gian trình bày cho cả hai bạn là 5 phút, cho nên hy vọng các bạn luôn làm tận dụng thời gian của mình. Và tiếp theo mình xin được trình bày quan điểm của mình. Xây dựng đất nước là đồng nghĩa với việc khen ngợi người tốt hoặc việc tốt. Vì theo mình, cả hai quan điểm về người tốt việc tốt hay là phê phán người xấu việc xấu, mục đích của nó đều là hướng tới việc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, chúng ta nên chọn một cái giải pháp nào đó ưu thế hơn và có thể tạo ra được cái việc xây dựng đất nước đó có thể đẩy mạnh hơn hết. Và theo mình, người tốt việc tốt đây là một cái hành động giúp lan tỏa. Khi mà chúng ta khen ngợi gương người tốt việc tốt thì sẽ giúp cho những người còn lại họ có thể lấy đó làm gương và từ đó họ có thể phấn đấu, họ có thể làm ra và thực hiện được những hành động như vậy. Gương người tốt việc tốt mà chúng ta đã lan truyền đó. Theo mình, việc xây dựng đất nước nếu như chúng ta không đưa lên những gương tốt để giới thiệu với tất cả mọi người, để mọi người từ đó làm gương thì chúng ta sẽ bỏ qua một việc hết sức quan trọng trong việc xây dựng đất nước. Mình lấy ví dụ trong phạm vi hẹp hơn là nhà trường thì các thầy cô hoặc là nhà trường sẽ luôn luôn giới thiệu những học sinh nào tốt, những học sinh nào mà làm được những việc tiêu biểu để từ đó những học sinh còn lại họ sẽ tiếp thu và cố gắng nhiều hơn. Và rộng hơn là việc xây dựng đất nước thì mình nghĩ việc xây dựng đất nước ở một phạm trù lớn hơn. Khi mà chúng ta xây dựng đất nước tức là chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp, chúng ta sẽ xây dựng với một cái mục đích là cùng phát triển, cùng làm cho đất nước của chúng ta lớn mạnh hơn và có thể vươn tầm cao xa hơn. Vì vậy hướng đến cái đẹp, hướng đến cái tốt là một cách để chúng ta kéo đất nước của chúng ta giúp cho đất nước của chúng ta ngày càng đi lên. Cảm ơn bạn. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng là ví dụ của bạn về với các bạn học sinh là một ví dụ không chuẩn xác trong việc so sánh với chủ đề này. Bởi vì sao? Bởi vì nguồn nền giáo dục không thể là thước đo chuẩn mực cho tất cả các học sinh.
sinh. Vì thế, trong một nền giáo dục đưa ra một phương pháp riêng, thì việc ca ngợi của học sinh tức là ca ngợi người tiêu biểu nhất của phương pháp đó, không có nghĩa là người đó sẽ xuất sắc hơn những người khác như là những tiêu chí khác nhau. Nếu như chúng ta để cho một con voi leo cây, chắc chắn nó sẽ không có kỷ. Đó, vì thế, việc ví dụ của bạn là không hợp lý. Còn như tôi đã nói ban đầu, người tốt, kẻ tốt, chúng ta cần đưa ra những định nghĩa. Nếu như chúng ta cho rằng người tốt kẻ tốt là việc đồng nghĩa việc xây dựng đất nước thì chúng ta sẽ ca ngợi rất nhiều, và cái ca ngợi này sẽ khiến cho những người làm việc đó nghĩ rằng là họ làm như này nên họ phải được ca ngợi, do họ làm việc này để được ca ngợi. Tôi không đồng ý với quan điểm này. Thời gian dành cho bạn hai ạ. Với phần chủ đề một này đã kết thúc.